Xin điềm mến chào các bạn. Hôm nay là bước vào tháng 4 rồi. Mà các bạn biết không, ở chỗ của Cindy vẫn còn lạnh. Cuối tuần này là nó xuống còn chỉ có 35 độ thôi, nó vẫn còn lạnh. Cho nên hả, cây của mình có cây thì xanh tươi, có cây thì nó cũng bị hư nha các bạn. Bây giờ thì Cindy sẽ quay cho các bạn xem một vòng vào tháng 4 ở chỗ của Cindy nó có những cái cây nó tươi như thế nào. Và có một số ô đất là Cindy mới có vừa gieo hạt giống thôi, nó chưa có lên được nhiều. Nên hôm nay Cindy quay cái video này để tham khảo thôi, chứ không phải là quay video này để chia sẻ cách bón phân như thế nào nha các bạn. Tại vì cây lúc này nó còn nhỏ lắm, nó có cây có cây không, cho nên đó hả, Cindy chỉ có quay tham khảo một vòng thôi nha. Thì ở trước mặt là Cindy có mấy cái chậu thùng xanh như thế này nè, 55 galon. Mình cắt đôi ra, mình trồng. Lúc trước là Cindy trồng mấy cái này ở trong cái thao. Cái này là hẹ, mình trồng ở trong cái thao. Nhưng mà tất cả Cindy sẽ dồn vô trong mấy cái thùng như thế này, để mà lá cây nhà của người khác á, nó có rớt vô, nó cũng không có dơ xăng nhiều lắm. Cindy sẽ quay một vòng cho các bạn xem nha. Cái đây là hẹ hành. Ở bên đây á, cái ô này là Cindy được người bạn cho những cái củ nén á, Cindy đem về trồng. Thì hôm nay nó cũng lên rất là nhiều như thế này nè. Cái củ nén nó nhỏ xíu à nha các bạn. Còn ở bên trong này á, là Cindy đang gieo mấy cái hạt, mấy cái hạt giống mà qua đậu biếc á. Nhưng mà cuối cùng nè, có nó lên cũng nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng có mấy cây nó bị chết nè. Nói chung ra là lúc này là cây ở đây á, cây chết cây còn nha các bạn, chứ không có cây nào mà còn sống được mãi hết nha. Cây ở bên đó là cây lá cà ri á, hôm nay á, là nó lên nó đâm đọt đó các bạn. Còn bông cúc này nè, mình mua mình trưng hồi hôm Tết, nhưng mà bây giờ á, mình cắt bỏ bên trên rồi. Nhưng mà bây giờ Cindy chăm sóc á, là thấy nó lên rất là nhiều bông. Ớt ở đây là Cindy gieo giống tùm lum mấy loại lận, cho nên nó lên tùm lum hết trơn á, mình cũng không biết là giống gì với giống gì đâu nha. Nhưng mà trái rất là nhiều. Các bạn nhìn nè, bông từ ở bên nhà của người khác mà cứ rớt vô trong đây nè. Ớt của mình, cái cây ớt này bữa hổm Cindy ăn thử nó cay, rất rất là cay luôn các bạn ơi. Ớt thì nó đang ra hoa, nó đang có trái nha. Đây là những cái chậu cây mà Cindy hôm mà Tết á, Cindy mua chậu cúc về Cindy trồng để mà trưng Tết. Bây giờ nó đã qua Tết rồi nhưng mà cây của mình nó vẫn ra hoa rất rất là nhiều luôn. Đây là sung Mỹ, mình cũng mới vừa thay cái chậu cho nó nè. Đó, mới có vừa thay cái chậu cho nó hôm nay thì nó cũng ra rất là nhiều. Ồ, có mấy cái con gì ở trong cái lá. Ồ, con ong nó làm lá, làm ổ ở trong cái lá các bạn ơi. Đây là cái nó làm cái ổ ong nè. Nè, lỡ ghế là bị ong nó chích chết luôn. Nó có ổ ong đó các bạn thấy không? Mình ngắt bỏ đi, để không ấy là nó chích chết luôn, mình không biết á. Đây là những cái cây mà hôm nay thì nó đã đâm mầm ra như thế này nè. Cái này là gao min, thuộc về loại gao, mà đây là gao min. Còn đó là gao húng lũi, kêu là gao thơm Việt Nam á các bạn. Cái khu ở đây là Cindy dành để trồng qua mẫu đơn ở trong cái khung này nè. Hôm nay nó cũng lên đâm tượng như thế này. Mình sợ mấy cái con sóc nó chung vô nó cắn mấy cái hạt á. Bạn biết cái loại hoa hồng này nè, cái mùi thơm của nó thơm quá chèn là thơm luôn đó các bạn. Cái mùi thơm của cái hoa hồng này nè, các bạn biết không, mình đứng kế bên hả, mình ngửi nó thơm, thật là thơm luôn. Hôm nay á, mưa xuống nó rụng qua rất là nhiều. Nhưng mà thơm lắm các bạn ơi. Cindy rất là thích ngửi cái mùi thơm của cái cây hoa hồng này.
Đây, đây là những cái cây mà mình mua mầm, mua giống cũng lâu rồi. Đây là hoa mẫu đơn nha. Đây là cái nụ hoa đó các bạn. Đó, cái này là hoa mẫu đơn. Cindy đã trồng cái hoa mẫu đơn này. Hôm nay nó lên mầm như thế này nè, nó thật là đẹp luôn. Hai cái ô này là Cindy trồng hoa mẫu đơn. Ở bên trong á thì mình trồng lá lốt với lại rau diếp cá. Những cái bông này thì các bạn biết rồi, nó là hoa sơn trà. Bây giờ nó cũng rụng, nó rụng bông nhiêu rồi, nó nở ra rồi, nó rụng. Tại vì cái chỗ của mình ở nó nóng, nó lạnh bất thường quá các bạn. Ở đây á, là cái cây tắc này á, là tắc cẩm thạch nha. Các bạn thấy không, tắc cẩm thạch á, là của Cindy nó cũng ra bông rất là nhiều. Mà hôm nay nó đậu trái cũng rất là nhiều luôn. À, đây là cái cây dâu. Cái cây dâu này của Cindy nè, các bạn xem nè. Mình á hả, mình trồng ở trong cái chậu hồi lúc trước, mình thay cái chậu nhỏ vào trong cái chậu lớn như thế này nè. Mà bây giờ á hả, hổm gà mình cũng ra mình ăn lay gai đó các bạn. Mình để vô trong đây nè, cái mình thấy nó nằm ở bên dưới đất quá đó, mình lấy lưới á, mình cắt lưới, mình vòng nó lên để cho trái nó nằm ở bên trong á các bạn. Các bạn thấy không, trái dâu cũng lớn lắm chứ không có nhỏ. Dâu này rất là lớn, trái cũng rất là nhiều luôn đó các bạn. Còn ở đó là cái luống cải xanh của mình. À, mấy cái cải xanh hôm nay nó lên mầm như thế đó thì nó cũng rất là đẹp luôn. À, mình cũng khoe với các bạn là hôm nay mình làm cái dòng sắt như thế này nè. Đó, các bạn thấy không, mình làm cái dòng sắt như thế này để mà mình chuẩn bị mình trồng cái khổ qua trái tim và khổ qua trắng đó các bạn. Nên hồi ngày hôm qua Cindy với ông xã của Cindy á làm mấy cái dàn lưới này, mình cũng thay đổi làm mấy cái dàn lưới lại hết luôn. Trước đây thì làm cái dàn lưới nó bị xét, nhưng mà các bạn nhìn nè, năm nay thì Cindy thay đổi lại một chút là cái dòng bằng, làm cái dòng bằng sắt nó rất là đẹp cho cái khu vườn của mình. Khi mà cây trái mà nó phát triển ra nhiều á thì mình đứng ở đây nè, mình đi cái vòng vòng ở đây nè các bạn biết không, thật là đẹp luôn. Ở bên trong đây á, được mấy cái chậu này á, là được mình thương mình trồng ở trong đây là mấy cái cây đông trùng hạ thảo. Những cái cây này là những cái cây đông trùng hạ thảo nè. Hôm nay á hả là Cindy sẽ đưa vào trong chậu này, trong mấy cái chậu đen này hết. Nhưng mà cây nó đang phát triển một cách rất là tốt luôn nha các bạn. Còn đây là những cái cây hoa ly. Bây giờ thì mình cũng trồng chậu, hôm nay những cái củ của nó cũng lên như thế này đây. Rất là đẹp luôn, cây rất là tươi, nó đang chuẩn bị cho ra hoa. Còn hai cái ô này mình đang chuẩn bị mình gieo hạt giống mà rau muống đó các bạn. Các bạn nhìn nè, cái cây cần tây hôm nay nó cũng xum xuê như thế này nè. Ông trời ông còn đang mưa nha các bạn, đang lạnh, vừa lạnh mà vừa mưa nữa. Còn ở đây á, cũng là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì bây giờ Cindy đưa lên trên chậu như thế này hết để tiện Cindy tiện để mà thay phân thay đất, tiện cũng dễ dàng hơn để cho mình thu hoạch cũ đó các bạn. Cái ô này nè, Cindy chuẩn bị để trồng khổ qua trái tim đó các bạn. Thì mình sẽ cho nó bò lên trên cái lưới này. Cái thân lưới này rất là cứng nha các bạn, cứng lắm luôn. Cái thân lưới này á, là bề ngang 4 feet, bề dài đó là 16 feet. Mình mua về để mình thay hết tất cả các cái khung lưới để mà mình không có cho nó bị reset đó các bạn. Đây là những cái chậu đông trùng hạ thảo Cindy chiết vô trong chậu như thế này nè, để dễ thu hoạch củ các bạn ơi. Nhưng mà những cái chậu của mình hôm nay cũng rất là đẹp luôn.
Đây là cái cây ổi mà Cindy nói hôm trước, cây ổi dứa đó. Các bạn xem nè, ra mùa đông rồi hả, cây của mình nó tơi tả hết mà hôm nay nó đang lên nhánh lên cành lại nè, nhưng mà vẫn còn lạnh. Còn đây là những cái chậu hồng, các bạn xem, các bạn xem nè, những cái chậu hồng này của mình nó hả, hôm nay á hả, nó ra nụ rất rất là nhiều luôn. Hồng này của mình là mình mua ở trong Costco, mà cái gốc hồng mà loại bông lớn đó các bạn. Hôm nay thì nó cũng ra rất là nhiều. Đây là cái cây này là cái cây lá gai đó các bạn. Mình cũng xin cái gốc của người ta, mình xin gốc hồi hôm trước mà bây giờ mình chiết vô trong cái chậu này nè. Bây giờ cái cây lá gai của mình nó ra rất là tốt luôn. Cái này Cindy chắc đổi cho nó nằm ở bên cái gốc khác. Nằm ở bên cái gốc bên đây thì nó cũng hơi khó cho nó quá, tại vì nó phát triển nhiều lắm. Còn đây là cái cây sung Mỹ. Cây sung Mỹ này vừa ra rồi thì cái cây sung Mỹ này của mình nó đâm lá ra rất rất là nhiều. Cái cây sung Mỹ này của Cindy nó đâm lá ra rất rất là nhiều luôn. Còn đây, cây này cũng tươi tốt hết sức luôn, các bạn thấy không? Đây là hoa mẫu đơn luôn á các bạn. Cindy rất thích trồng hoa mẫu đơn. Cái cây này á, hồi lúc trước có hả, nó cho mình ra trái rất là nhiều. Nó là cái cây sung Mỹ mà Cindy có quay cái video để mà chia sẻ cái cây sung Mỹ đó các bạn. Bây giờ có hả, nó tơi tả như thế này nè, mà hiện nay thì nó đang đâm mầm ra nè. Nó đâm mầm từ ở dưới cái gốc này luôn nè. Nè, nó đang đâm mầm ra nha các bạn. Thì Cindy cũng cái cách thay phân thay đất thì Cindy cũng đã có chia sẻ rồi. Nếu mà các bạn chưa có vào xem thì các bạn vào xem lại cái video mà Cindy đã có chia sẻ cái thay phân thay đất cho cây như thế nào nha các bạn. Đây là cái cây lựu chiết nhánh của mình. Mình chỉ có ghim, mình chỉ găm nhánh thôi. Hôm nay thì nó ra cũng rất là tươi tốt luôn. Mấy cái cây này á, Cindy ghét lắm luôn á, mà cứ gặp hoài. Nó mọc tùm lum hết trơn á, mấy cái con sóc á nó chung vô trong đây nè. Nó ăn rồi nó nhả cái hạt nó ra đó. Thì ba cái cây này á thì các bạn thấy không, tháng 4 rồi đó. Nhưng mà mấy cái nhành cây này á, nó còn chưa có ra trái nổi nữa, thì chưa có nó đã tháng 4 rồi mà mấy cái nhành cây này nó chưa còn ra lá nổi nữa thì không biết nó ra kịp trái không nha các bạn. Nó chỉ có một số nào thì nó đâm nhánh ra thôi, chứ nó cũng chưa có lá nhiều nữa. Nó còn tơi tả như thế này. Bây giờ thì nó đang nảy mầm ra nè các bạn thấy không? Nhưng mà khi mà mùa đông nó vừa qua rồi, tới tháng 4 rồi, nó vừa ra đọt như thế này nè, thì ông trời ông lạnh lại, cái nó bị sựng lại gì nè. Đây là cái cây nho mà hôm nay á, các bạn nhìn bông nó lên như thế này nè, các bạn thấy bông không? Bông xum xuê là bông luôn nè các bạn. Cái cây nho này là cái cây nho trái đỏ nha các bạn. Nè, đó, bông nó ra như thế này nè. Các bạn thấy nho của mình nó ra bông, bông mà mình thấy mà mình còn mê nữa đó. Thì nếu mà các bạn nào muốn biết mình sử dụng cái phân như thế nào á, thì Cindy cũng nói luôn, khi mà vừa qua như thế này á, thì Cindy rải phân 14 14 14. Mà hôm nay á, là Cindy thấy hả, cây của mình nó hả, nó ra hoa mà mình không thể tin được là năm nay cái cây này nó ra hoa nhiều như thế đó các bạn. Hoa mà chỗ nào cũng có hết, nó dày đặc luôn. Đây là những cái hoa này là hoa nho đó, nho đỏ nha các bạn. Thì các bạn nhìn xem cây của mình nó hả, nó ra hoa rất rất là nhiều.
nó nhiều đến nỗi mà Cindy không thể tưởng tượng được luôn á. Nó nhiều như thế này nè các bạn. Nó nhiều, rất là nhiều lá nó che lại, cho nên nó hả mình không có thấy hoa được thôi, chứ hoa nó ra rất rất là nhiều luôn. Đây là những cái chậu sen, chậu súng. Những cái loại sen súng này hôm nay nó cũng vừa có lên lại tí xíu thôi nè. Cây rất là tươi tốt luôn. Ở bên đây là mình đã gieo là dưa leo đó các bạn. Dưa leo với lại mồng tơi tím. Nè các bạn xem nè, nó đen tươi xanh như thế. Đùng một cái ổng quay qua ổng lạnh lại, nên mấy cái lá này nó bị gì luôn nè. Những cái ô này thì mình mới có vừa gieo hạt giống thôi, nên nó chưa có được ra nhiều các bạn ơi. Nó bên đó là mình cũng trồng dưa leo luôn. Các bạn thấy mình làm cái vàng dưa leo nè, mình thay đổi là cái vàng dưa leo bằng cái khung lưới như thế này, nó đi một cái vòng tròn như thế này nè. Thật sự mà nói thì cái dưa leo này cũng nó làm cái vàng gì cũng đẹp lắm luôn á các bạn. Còn đây á, là những cái cây apple dưới đất, nhưng mà năm nay thì nó cũng đang lên như thế này đây. Mình cũng trồng một số bông cải. Mấy cái ô này mình mới có vừa gieo giống thôi, nên nó chưa có cái nào mà nó lên cây hết. Thấy nó cũng còn sơ sát lắm. Hôm nay á, mà các bạn nhìn nè, trời âm u như thế này nè. Ông trời đang mưa đó nha các bạn. Ông trời đang mưa. Còn á, cây cây này là cái cây nho. Cái nho mình cũng có quay hồi năm rồi, là cái cây nho của mình á. Nè, cái cây nho của mình là cái hiệu này, mình mua ở trong lô nha các bạn. Đây là cái hiệu của cây nho mình mua ở trong lô. Các bạn xem nè, bây giờ đó, nó mới có vừa ra thôi, mới có vừa ra mầm thôi. Nhưng mà các bạn biết không, mỗi một cái ngạch lá như thế này á, là nó cho mình ra bông rất là nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn cứ nhìn nè, mỗi một cái ngạch lá như thế này thôi là bông nó đã như thế này rồi nè. Đây, đây là mỗi một cái ngạch lá là mỗi một cái nắp bông như thế này nè. Hầu như là cái cây này của mình năm nay là nó ra bông mà mình không thể tin tưởng, không thể tin nổi luôn á. Mỗi một cái ngạch lá là mỗi bông như thế nè. Các bạn thấy không? Mình sẽ quay từ từ cho các bạn xem mỗi một cái nắp lá của nó là bông, mà bông đầy hết luôn. Đây. Đây là cái cây nho của mình nha. Cái này cũng là cái cây nho đỏ mà nó ra chùm chùm hồi năm ngoái mình có quay video đó các bạn. Là cái cây nho này bây giờ nó mới có vừa ra lá như thế này thôi, mà bây giờ cây của Cindy á hả là nó ra nghẹt bông hết trơn luôn. Thì Cindy sử dụng bông cho sử dụng phân cho cây nó ra bông như thế này á, là Cindy sử dụng phân 14-14-14 nha. Phân 14-14-14 đó là Cindy mua ở trên Amazon nha các bạn. Hình như là Cindy cũng đã có quay cái video mà chia sẻ về cái phân á. Thì trong đó là Cindy cũng nói là mua ở trên Amazon phân 14-14-14 thì Cindy cũng có quay một cái video đó rồi. Nếu các bạn có muốn tiện vào coi thì Cindy cũng mong là các bạn vào tìm cái video chia sẻ phân bón của Cindy nha. Đó. Bây giờ là cây nào của Cindy á, nó ra lá là đều nó ra qua từng ngạch lá luôn nha các bạn. Cây này và cái cây nho bên đó thì bây giờ cái cây nho bên đó của Cindy nó cũng ra qua quá trời. Tất cả đều đang ra qua. Mà vừa vô vậy thì tự nhiên ổng trở lại lạnh thì Cindy cũng sợ là cây của mình nó bị sượng đó các bạn. Hy vọng là cũng đừng có
cuối tuần nó sẽ thay đổi. Đây là cái cây cherry gieo từ hạt mà bây giờ nó lên lá như thế này. Năm nay thì Cindy trồng cũng là năm thứ hai rồi, nhưng mà cũng chưa có thấy nó có hoa có lá thôi, chứ nó cũng chưa có hoa. Hôm nay cái gốc cây, cái tàn của nó xòe ra cũng đẹp lắm. Đây là cái cây này, là cái cây đào đu nột của mình nè. Đây là cái cây đào đu nột của mình nè các bạn. Thì nó đang ra lá cũng rất là nhiều luôn. Đây mình đang khoe ba cây táo của mình hôm nay nó ra mầm ra lá rất là nhiều. Nhưng mà các bạn ơi, mỗi một cái ngạch lá bông mà Cindy không thể tin được luôn á. Nè các bạn nhìn nè, các bạn thấy không, mỗi một cái ngạch lá nó mới vừa ra mầm thôi mà mỗi một cái ngạch lá nó ra bông rất là nhiều như thế này nè. Thì mỗi một ngạch lá nào nó cũng ra, nó đang đâm ra bông như thế này, nó đang ra lá non nha các bạn. Nhưng mà bông nè đó, thì Cindy chỉ có quay để mà coi cái theo dõi cái cây của mình nó như thế nào cho các bạn xem thôi. Thật sự thì cây năm nay thì nó ra hoa rất là nhiều luôn. Đây cây táo các bạn nhìn thấy nè, táo nó vừa đâm ra cái đọt non như thế này thôi mà hoa nó ra rất là nhiều. Cindy cũng sử dụng phân 14 14 14 cho tất cả các loại cây trong vườn của Cindy nha. Là Cindy gieo phân á, là Cindy mới gieo khoảng được 2 tuần trước nha các bạn. 2 tuần trước là Cindy đã rải phân rồi. Các bạn xem nè, đó cây của mình nè. Cái cây này mình cũng đã ấm gốc rồi, mình đã thắt lưng cái cây này của hồi lúc trước đó. Cũng vụ mà thắt lưng như thế này mà Cindy bị chửi quá trời. Mà các bạn xem đi, những cái ngạch mà thắt lưng như thế này nè, đó nó ra những cái cây non như thế này. Thì bây giờ đó các bạn nhìn xem cái cây của mình nó sẽ đâm ra bao nhiêu cái đọt non nha. Và trên những cái ngạch lá đó là nó hoa mà đầy cây luôn đó các bạn. Các bạn xem nè, tuy là mình trồng chậu thôi nhưng mà cây của mình ra hoa rất là nhiều luôn nha. Sau này nếu mà các bạn có muốn mua cây giống á, thì có thể liên hệ với Cindy nha. Tại vì Cindy cũng mới có một người bạn họ cũng bán cây giống á, nên Cindy cũng lấy những cái cây giống đó về để mà mình trồng thử, và mình sau này mình cũng có thể là mình bán những cây giống cho các bạn nào mà thật sự muốn mua nha. Tại vì những cái cây giống này mình thấy là cây nó lớn nhưng mà nó hơi đắt tiền tí xíu. Nhưng mà trồng thì rất an toàn nha các bạn. Đó là táo của mình. Bây giờ là ba cây táo, cây nào nó lên nó cũng ra hoa rất là nhiều như thế này. Tại vì nó mới vừa đâm đọt thôi mà nó ra hoa như thế này rồi. Thì xin đề nghị một vài tuần nữa mấy cái cây này nó sẽ hoa ra đầy và rõ hơn á, cho các bạn xem là cái cây táo của mình nó ra hoa và nó kết trái như thế nào. Đây là cái cây 866 mà hồi năm rồi á, cái cây á nó không có được ra trái nhiều, tại vì hồi năm rồi cái cây nó còn nhỏ nha các bạn. Năm nay thì nó đã trưởng thành rồi. Ba cái táo này của mình năm nay nó đã trưởng thành như thế này rồi, thì xin đề nghị là năm nay trái nó ra rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây là hồng mềm của mình, nó cũng mới vừa đâm đọt ra như thế này nè, nó chưa có bông nhưng mà nó đã đâm đọt ra như thế này. Thì xin đề nghị không bao lâu nữa nó sẽ có bông nha, tại vì tháng này tháng tư nhưng mà thời gian này nó cũng còn lạnh quá, các bạn, cho nên cây của mình nó cũng chưa có ra được nhiều. Còn đây á là cái cây cherry năm nay nè các bạn nhìn nè, đó bông ra rất là nhiều và giờ nó đã có trái nè nha các bạn, trái bông rất là nhiều, bây giờ nó vừa tàn hết thì bây giờ nó đã có trái như thế này nè các bạn thấy không, trái cherry đây.
Thì hồi năm rồi các bạn cũng đã thấy cây cherry này của Cindy nè. Đó, của bạn ở bên Cali gửi qua cho Cindy. Nhưng mà hồi năm rồi không có bông, không có trái, không có lá luôn. Năm nay thì nó ra hoa rất là nhiều. Và khi mà nó rụng rồi thì nó ra trái, trái cherry rất rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Cherry của mình nó đang ra lá rất là nhiều mà ra bông cũng rất là nhiều luôn. Đây là cái cây cherry. Các bạn thấy không? Bông lá rất là nhiều. Đây là cũng là hồng, mà hồng này hồng trứng nha các bạn. Nó cũng đâm đọt ra rất là nhiều. Cái này là cũng là giống đào donut mà mình cũng là chiết nhánh nha các bạn. Mình chiết nhánh mình gắm xuống. Mình giờ mình để ở trong chậu để mà mình ăn dần, nhưng mà cây này của mình nó còn nhỏ quá, nó chưa có cho mình ra trái nhiều đâu. Nên mình cũng phan hả, hy vọng ăn cái cây này. Còn đây, đây là cái cây nho thân gỗ của Cindy nha. Tại vì cây nho thân gỗ này nó chưa có ra hoa nên Cindy ít có quay cho các bạn xem lắm. Cindy cũng mới vừa cắt bỏ mấy cái gốc của nó, mấy cái tược nhỏ 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 đó các bạn. Hy vọng là năm sau cái cây này nó sẽ cho mình ra hoa ra trái nha các bạn. Cây nho thân gỗ này của mình nó cũng cao 6-7 feet đó, mà mình cũng cắt tỉa hết như thế này. Mình chỉ cần lấy cái thân của nó, cái tán của nó đẹp như thế này thôi. Vì nho thân gỗ là nó mọc trái từ ở trong cái thân nó mọc ra, cho nên nó chủ yếu của mình là mình cắt tỉa hết như thế này để cho nó nuôi cái thân của nó. Mình hy vọng là năm sau nó sẽ cho mình ra trái nha. Thì bây giờ một cái dòng của mình như thế này thì mình thấy hả, mấy cây của mình nó phát triển một cách rất là đẹp, rất là tốt. Cây thì nó rất là tươi xanh. Tuy là trồng chậu thật, nhưng mà những cái cây mà mình được chăm sóc á, thì cây của mình nó ra rất là tươi xanh, rất là đẹp luôn. Đây là cái cây chanh. Các bạn nhìn nè, hôm nay cái cây chanh thạch này của mình á, nó cũng ra bông như thế này. Tuy là nó đang đâm đọt ra thôi, nó chưa có ra nhiều, nhưng mà nó cũng có bông, một hai cái bông để cho mình thấy vui đó các bạn. Còn đây, cái cây này của mình nó cũng chưa có trái nên mình cũng chưa có quay cho các bạn xem. Các bạn biết cây này là cây gì không? Đây là cái cây seri mà của Ấn Độ đó. Nó ra cái trái nó rất là đẹp, cái khía nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ đó hả, thì nói chung là Cindy chưa có trái nên Cindy cũng chưa có quay. Bây giờ Cindy quay cho các bạn xem cái cây seri Nhật Bản của mình, cây seri Ấn Độ của mình nha. Thì cái gốc của nó cũng không có lớn lắm, nó như thế này thôi. Cây này nó chịu lạnh cho nên nó chưa có ra trái á, mình cũng không có chia sẻ cho các bạn xem được cái trái nó như thế nào và cái hoa nó như thế nào. Khi nào mà có hoa có trái thì Cindy sẽ quay cho các bạn xem cái trái seri của nó như thế nào nha. Bây giờ mình cũng không biết cách nào để nói cho các bạn xem được cái trái seri của nó làm sao hết á. Đây là cái cây mặn, cái cây mặn, cây plum năm nay á, hôm nay thì nó ra trái lớn như thế này rồi nè các bạn. Thật sự là cây plum này của mình á hả, ra trái rất là nhiều. Một cái cây của nó không trái rất là nhiều nhưng mà nó cũng rụng rất là nhiều nha các bạn. Nó rụng bớt để mà nó nuôi lại một số trái nào thôi, chứ nếu mà nó đầy đặc quá thì nó sẽ không có nuôi nổi đâu. Các bạn thấy cây plum không? Cái cây mặn của mình á, trái hôm nay nó ra như thế này nè. Hồi hôm rồi á thì mình quay là lúc mà nó còn non. Bây giờ á các bạn thấy trái nó lớn như thế này nè, mà một chùm của nó biết bao nhiêu trái như thế này. Cho nên nó hả, nó cũng phải rụng bớt một mớ để mà nó nuôi những cái trái lớn trước nha các bạn. Đây là những cái cây mà trái của Cindy nè. Nó ra một chùm rất là nhiều nhưng mà cuối cùng nó sẽ rụng bớt để mà nó nuôi những cái trái khác. Chứ bây giờ nó nhiều quá, đầy cây như thế này mà cái thân của nó còn nhỏ quá thì nó sẽ không có nuôi nổi được những cái trái khác lớn. Cho nên những cái trái nào mà nó vàng rồi đó, mình ngắt bớt để cho nó đâm lá ra.
và nó sẽ nuôi những cái trái khác nha các bạn. Các bạn thấy không, từ ở dưới gốc mà đi lên mà trái nó như thế này thì cái cây nó còn nhỏ quá, nó đâu thể nào mà nó nuôi được nhiều trái, nên mình cũng phải bớt cho nó. Trái mà nó đầy đặc như thế này nè, trái rất rất là nhiều. Đây là cái cây quýt. Cây quýt của mình hôm nay nó cũng đậu trái rồi này các bạn. Đó, bông nó ra rất là nhiều. Hồi video rồi thì Cindy chỉ có quay cho các bạn xem bông nó nở thôi. Nhưng mà hôm nay thì bông cây quýt này của mình nó trái nó như thế này nè. Quýt này là quýt Suki nha các bạn, quýt Nhật. Quýt này cái cây nó rất là dễ đậu trái. À, đây là cái con sâu nè, các bạn thấy không? Nó đây là cái con sâu nè, nó ăn lá như thế này nè, cây của mình còn nhỏ mà nó đã ăn lá như thế này là mệt lắm luôn á. Đó. Mình gặp nó là mình phải giết nó liền. Để không mấy nó ăn hết lá của mình luôn á. Cây này nó đang đâm qua kết trái rất là tốt nha. Còn đây là bưởi. Đây là cái trái bưởi nè, các bạn thấy không? Trái bưởi của mình hôm nay nó cũng đã chín rồi. Giọt nước mưa nó còn ở trên này nè. Mà bây giờ là nó đang đâm tược ra rất rất là nhiều luôn nè các bạn. Đây là cái dòng. Hồi lúc trước các bạn cũng đã có vào xem video của Cindy rồi. Thì các bạn cũng thấy đây là, trước đây là Cindy sẽ dùng những cái vàng này bằng cây. Nhưng mà năm nay thì Cindy thay đổi là hết hoàn toàn, Cindy dùng lưới hết. Cindy bo tròn như thế này nè. Thì các bạn nhìn đi, nguyên một cái dãy như thế này á, cái vàng của mình như thế này á, là nó sau này nó ra những cái cây ăn trái mà leo vàng á thì nó rất rất là đẹp luôn nha các bạn. Cây bơ này hôm nay thì nó cũng ra lá, ra cây rất rất là nhiều lá. Nó cũng đang xum xuê. Ổi thì nó cũng vừa đâm ra thôi nha các bạn. Mơ nè, đó. Nó vừa đâm ra tươi tốt tí xíu thì trái ngược lại bị ông trời ổng lạnh lại một cái hả các bạn ơi. Cây của mình nó bị vàng lá hết như thế này nè. Nhưng mà mình nghĩ không sao, từ từ mình dưỡng lên lại. Tại vì cái chỗ của mình nó hơi khó trồng cây một tí. Cây nào nó cũng đâm ra tược rất là nhiều. Nhưng mà vừa tươi tốt thì ông trời ổng chuyển sang qua lạnh một cái rồi là cây của mình nó sựng lại nha các bạn. Cốc của mình nó đang đâm đọt ra và trái cũng rất là nhiều. Trái thì cũng rất là nhiều. Cây thì apple của mình hôm nay thì nó ra trái như vậy nè. Các bạn thấy thương không? Đó, apple của mình nó ra trái như thế này đây. Thì lá nó cũng xum xuê như thế này quá thì Cindy sẽ tước bớt lá nó. Tước bớt lá nó thì nó sẽ cho mình ra thêm bông nữa nha các bạn. Cái cây apple của Cindy mình cắt bỏ cái phần ở bên trên rồi các bạn, nên thấy cái cây nó rất là tròn. Mình đang chăm sóc lại cái cây mãng cầu của mình đó các bạn. Đó, còn ở bên trong đó là hồng giòn. Năm nay thì mình cũng cắt bỏ cái gốc ở bên dưới cho nó chống chảy nè. Đó, trước đây thì nó đâm tủa ra tùm lum vậy, nhưng mà Cindy cắt hết. Bây giờ nó đang ra lá, mà mỗi một cái lá như thế này nè là mỗi một cái nụ hoa ngạt cứng như thế này luôn nè các bạn. Đó, mỗi một cái cành của nó, mỗi một cái đọt lá của nó thôi mà cây của mình nó ra hả ngạt cứng luôn. Đây là những cái cây bưởi. Bây giờ nó đang đâm mầm, đâm lá ra thôi chứ nó chưa có bông gì hết. Cây sori của mình không biết nó sống hay là nó chết luôn. Bây giờ là nó
mình chưa có thấy nó ra một miếng lá nào luôn á các bạn. Mình để thêm 1-2 tháng nữa coi nó có ra hay không. Nếu mà nó không ra là coi như cây sari này của mình chứ chết quá. Tại vì mình đem đi ra ngoài đột ngột quá các bạn ơi. Trời lạnh cũng đột ngột quá. Đây là cái cây kỷ tử nè. Kỷ tử hồi ngày hôm qua mình cũng làm cái chồng lưới này để mà mình bò cái kỷ tử này của mình lên nè. Các bạn thấy không? Kỷ tử này nè, bây giờ hả nó ra lá rất là nhiều như thế này. Mình có thể lấy lá này đem vào nấu canh nha các bạn. Nấu canh ăn cái này rất là tốt luôn. Cái cây chanh số 8 của mình năm nay, hôm nay hả nó ra hoa. Nó ra hoa rồi. Mà bây giờ các bạn xem nè. Các bạn có tin nổi không? Đây. Đây là nó ra hoa rồi. Mà bây giờ nó tàn rồi, trái nó như thế này nè. Đây là chanh số 8 nha các bạn. Chanh Thái đó. Đó, các bạn thấy nè. Cây của mình nó ra hoa rất là nhiều luôn. Hoa chanh Thái đây. Đẹp không các bạn? Hoa chanh Thái này nó rất là đẹp luôn. Mùi thơm rất là thơm. Nhạt cây luôn. Mình cắt tỉa rất là nhiều để cho cái cây chanh của mình đó, nó có sức sống. Đây các bạn nhìn này, nó là tuốt ở dưới đây mà trái nó như thế này nè. Cái nhánh nhỏ xíu à, cái nhánh nhỏ xíu nằm ở dưới cái gốc cái thân cây á, nhưng mà trái nè đó các bạn thấy không. Nhưng mà nó sẽ không đậu hết đâu nghe các bạn, nó cũng sẽ rụng bớt chứ nó không có đậu hết đâu. Đậu hết thì nó cái nhánh nó chịu không nổi đó các bạn thấy. Hôm nay mình chỉ gả một vòng thôi. Cây blueberry. Blueberry này bây giờ nó đang ra hoa. Nó đang chuẩn bị có trái luôn nè. Đây trái. Trái blueberry. Rất là thơm luôn. Các bạn ơi đứng xung quanh ở đây hả. Cái cây chanh số 8 nó ra. Nó tỏ cái mùi hương thơm ra. Rất là thơm luôn. Những cây ở đây là nó đang bị mấy con sóc vào đau nè các bạn thấy không. Mình sẽ dùng lưới để mình chặn cái này lại. Tại vì đây là cái chậu cây này của mình á, là đông trùng hạ thảo đó các bạn. Chậu đông trùng hạ thảo của mình á, nó đào vậy đó các bạn thấy chịu nổi không. Đây cái cây Phật thủ của mình hôm nay nó chỉ có được có một cái bông như thế này thôi nè các bạn. Mà cái cây nó đang nhỏ xíu như thế này nè, răng eo ọt như thế này nè. Mà nó cho mình ra được cái bông gì. Ở dưới cái ngạch lá thêm cái bông nhỏ nữa. Cây nó đang phát triển ra nha các bạn. Nó đang chuẩn bị đâm tược ra đó. Cây tắc, chiếc nhánh của mình hôm nay nó cũng đẹp quá luôn. Mình chuẩn bị sang chậu. Để khi nào mà mình có sang chậu thì mình sẽ quay cái cách sang chậu cho các bạn xem nha. Cái cây tắc này chồng của Cindy mới vừa chiết hôm qua nè các bạn. Bây giờ nó đang đâm đọt non ra rất là nhiều. Mà trái thì cũng rất là nhiều nha các bạn. Cái này là tắc chua. Kế bên đây là tắc ngọt. Nhưng mà tắc ngọt của Cindy năm nay cũng chưa có lên gì hết. Đây là cái cây chanh vàng của mình nè. Cái cây chanh mà hồi lúc trước mà Cindy sẽ quay nguyên một cái chậu của nó toàn là trái không. Hôm nay thì nó ra bông vậy nè. Hôm nay thì nó ra bông rất là nhiều luôn. Đây là cái cây cam. Cái cây cam mà Cindy quay mà bữa hôm vừa rồi mà nó còn trái rất là nhiều đó các bạn. Thì Cindy cũng cắt mấy cái trái nó rồi để mà nó đâm cái tược ra. Nhưng mà khi mà cắt cái trái nó rồi, hôm nay thì Cindy thấy hả nó ra cái đọt non quá chèn luôn. Các bạn nhìn xem hả cái cây nó ra cái đọt non rất là nhiều luôn. Cây chanh cũng trái cũng rất là nhiều. Cây chanh này của mình á,
Bây giờ á hả, bữa hôm trước á nó bông quá bông luôn, nó bông nghẹt luôn. Nhưng mà các bạn ơi, lớp trời mưa, lớp trời lạnh, đùng một cái á, cây của mình nó bị sốc nhiệt á, nó bị vàng lá, nó bị rụng bông hết trơn luôn, chỉ còn chừa lại cho mình được vài cái trái gì thôi nè. Thấy tiếc không các bạn? Khế của mình bây giờ là nó đang ra hoa đâm đọt từ ở dưới này nè, đâm đọt từ ở dưới nè mà nó đâm đâm đọt lên. Cây ổi của mình, cái cây ổi ổi này, ổi nữ hoàng á, ổi trái mà hồi hồi năm rồi mà mình ăn, mà cái cây ổi trái lớn của mình đó các bạn. Đây bây giờ nó tơi tả gì hết, xin đi cắt cắt chuỗi hết luôn như thế này. Bây giờ thì nó đang chuẩn bị, nó đang ra mầm này các bạn. Hy vọng là ông trời ổng lạnh như thế nào để cho cây của mình nó mọc mầm lên nổi, chứ bây giờ các bạn biết không, lạnh rồi nóng rồi lạnh rồi nóng, mấy cái cây của mình nó bị sốc nhiệt quá luôn, nên mấy cây của mình đến hôm nay nó chưa có ra được nhiều lá nha các bạn. Nhưng mà nó đang đâm mầm rất rất là nhiều luôn. Cây này mà khi mà nó đâm lên rồi ha, 1 tháng nữa thôi là các bạn nhìn là cái cây ổi này của mình nhìn không có ra đâu. Đó, cái gốc của nó bự lắm luôn rồi đó các bạn. Thấy cái gốc của nó không? Cái gốc của nó rất là lớn, nó đang đâm mầm ra rất là nhiều. Đây là cái trái ổi, cây ổi của mình các bạn nhìn nè, nó mới vừa đâm tự ra thôi, nó được 2 cái trái này cho mình là mình cũng đã mừng dữ lắm rồi. Mấy cái cây của mình bây giờ nó đang đâm tự ra nha các bạn. Cái này là cái cây ly xà, mãng cầu ly xà của Úc đó các bạn. Đây là cái trái ổi nữ hoàng, cái cây ổi nữ hoàng của mình nó cũng được chỉ có 2 trái trọn vẹn thôi các bạn ơi, mà ông trời ông lạnh quá tự nhiên nó bị sốc nhiệt nè. Các bạn thấy không, nó bị vàng luôn mà bây giờ nó đang ra, nó đang ra hoa nữa nè, đang ra hoa đó các bạn. Đây là cái cây mận, mận này là cái cây mận da xanh nha, chứ không phải là mận đỏ mà nó là mận da xanh. Mình đi chợ mình mua cây, mình mua trái mận mình ăn đó các bạn, mình lấy cái hạt của nó mình trồng, mình không biết là nó sẽ lên được, năm nay nó lên nó không có cái bông mà không biết là chừng nữa nó sẽ như thế nào nha các bạn. À, đây đây là mình thấy này, nó chắc là nó là cái bông của nó hay sao á. Đây mình thấy nó có được một cái chút xíu như vậy mà không biết nó là bông hay là đọt nữa. Mấy cái lá cây bên nhà của người khác đó, hả, nó bay qua nó rớt vào bên đây quá chèn, mình chặt ngang chặt ngang chặt ngang, mình không có cho nó lên cao đó các bạn, nên mình chặt ngang cái cây nó lùn như thế này nè. Cây mận da xanh của mình á, gieo mận này á rất là khó luôn bạn ơi, mình gieo từ cái hạt của nó rất là khó luôn, cái cây của nó hả nó cũng eo ọt lắm. Nhưng mà hôm nay mình thấy nó cây nó cũng đẹp đẹp lại rồi, nhưng mà không biết là khi nào mới có trái thôi. À các bạn ơi, mình nghĩ là chắc nó có trái đây nè, mình chặt ghế rồi làm như nó tức hay sao á. Đây là cái bông của nó nè các bạn, mình phát hiện đây là cái bông của nó nè. À thì ra là mình chặt ghế rồi nó tức, các bạn thấy không? À, cái cây á, nó nhỏ xíu à, năm nay nó là được là 1,5 năm rồi, các bạn nhìn nè, cái gốc của nó có chút xíu à, mà mình chặt ghét hoài, ghét rồi làm như là nó tức quá rồi nó có bông hay sao á, mình không biết. Cây này của mình nhỏ nhỏ xíu à nghe các bạn. Thì bây giờ là cây của mình nó đang từ từ nó đang phát triển ra như thế này, mình thay vào mấy cái chậu như thế này để mình tiện để tới để lui đó các bạn. À, mấy cái chậu này á là Cindy mua ở trong Costco nha, xin đi mua ở trong Costco á. Đó các bạn thấy không? À, những cái dòng lưới này nè, mình thay thế cho những cái hàng rào trước đây. Bây giờ là những cái dòng lưới như thế này, mình làm hoàn toàn mình thay đổi lên là dòng lưới hết nha các bạn. À, khi mà mình có cây ăn trái á, nó sẽ phủ ở trên cái dòng mình nè. Mình đi ở bên dưới rất là đẹp luôn.
Hiện giờ là cây này mình cũng giới thiệu qua, cây này là cái cây này, cái cây thần kỳ. Cái cây thần kỳ này của Cindy á, nó cái cây thần kỳ này của Cindy nè, giờ nó cũng đang có hoa nè các bạn. Có hoa thôi chứ không biết khi nào nó có trái, cũng hy vọng là nó có trái. Bây giờ lúc nóng lúc lạnh, lúc nóng lúc lạnh như thế này á, cây của mình nó bị sượng hết rồi các bạn ơi. Mình cũng đang gieo mấy cái hạt dưa gang á. Mình đang gieo mấy cái hạt dưa gang và mấy cái hạt cải xà lách vòng vòng ở dưới khúc này nè các bạn. Đây là cái cây bí đao dưới trái trọt của mình á, nó đã lên được như thế này rồi nè. Thì chừng nữa nó sẽ bò lên cái vòng như thế này. Các bạn sẽ thấy năm nay nó sẽ khác hơn. Ở trong đây là một cái luống cải. Mình đã gieo một cái luống cải. Nhưng mà nó chưa có lên được nhiều đó các bạn. Cái này là cải Đài Loan á các bạn. Cái mà mình tâm đắc nhất là mình sẽ khoe với các bạn cái cây đào ruộng nội của mình. Các bạn thấy hồi kỳ rồi á, mình có video á, là nó bông nó ra rất là nhiều đúng không? Bây giờ bông của nó cho mình trái như thế này nè. Mình cảm thấy là rất là vui luôn. Năm nay là nó cho mình trái mà mình nói là phải nói là nó nghẹt cây luôn nha các bạn. Bông vẫn còn đang ra bông mà trái thì rất 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 là nhiều trái luôn. À, trái mình phải nói là cái cây đào này năm nay nó ra trái rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đào ruộng nội này ăn rất là ngon, rất là giòn. Mấy cái cây ở trong cái chậu nãy đó là mình cũng chiết từ ở trong này ra nè nha các bạn. Mà chiết mấy cái này nó rất là khó luôn các bạn ơi. Nên nếu mà có thể mà đi mua được ở bên ngoài á thì mình nên đi mua đi các bạn ơi. Chiết á hả, mình phải nói là mình chặt bỏ biết bao nhiêu gốc ở bên dưới đó rồi mà thành công á, tỷ lệ thành công nó rất là ít luôn các bạn. Nhưng mà đổi ngược lại á hả, năm nay á mình chặt nhiều quá á, cho nên năm nay á, cây này nó tức hay sao á, nó ra hoa rất là nhiều và ra trái cũng rất rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây nè, những cái này là những cái mà Cindy ghép để mà Cindy chiết nhánh á, cuối cùng không có thành công á. Các bạn biết là Cindy chặt bỏ biết bao nhiêu gốc luôn á, biết bao nhiêu cái mắt như thế này luôn mà Cindy dưỡng lại được chỉ có 2 cây thôi. Cũng mừng đi, mà chặt biết bao nhiêu cái thân của nó như thế này nè các bạn. Hình như mình chặt bớt nhiều thân quá, nó không có nuôi được cái gì hết nên nó mới đâm bông ra rất là nhiều. Mà trái mà Cindy phải nói là trái mà không thể tin tưởng được luôn á, là năm nay mà trái mà nó nhiều như thế này đó các bạn. Đó, cái cây đào của mình trái nó như thế này nè. Rất là nhiều trái luôn. Đây, mình rất là thích nó. Các bạn nhìn xem. Mình không có nghĩ là năm nay mà cây đào này của mình nó sẽ cho mình ra trái nhiều như thế này đâu các bạn. Mình quay bị ngược ánh sáng á, tại vì giờ này á là sáng nhưng mà nó đang có mưa đó các bạn, nên mình tranh thủ ra mình quay. À, các bạn nhìn thấy không? Trái thì phải nói là nó nghẹt cây luôn các bạn ơi. Bây giờ là cây của mình nó vừa ra hoa, nó vừa kết trái thì mình chỉ có quay như thế này thôi. Nên video kế tiếp là Cindy sẽ hướng dẫn thật là kỹ cái cách mà để mà dùng phân như thế nào nha các bạn. Khi mà cái gốc cây này của Cindy nó đang có trái như thế này nè. Các bạn có biết là Cindy để cái gì ở bên dưới gốc của nó không? Cindy mua đậu nành đó các bạn, xay ra cho nó thật là nhuyễn rồi Cindy gãi ở dưới gốc của nó.
Với lại Cindy đi ra ngoài chợ, chợ Việt Nam á, Cindy hỏi mấy cái xương cá đó các bạn, mình đem về mình dùng cái máy mình xay. Mà cái máy xay của Cindy là cái loại máy xay để mà làm giò chả thứ ở bên Việt Nam á các bạn. Mình xay mấy cái xương đầu cá rồi này kia đó, mình xay nó rất là nhuyễn luôn nha các bạn. Rồi mình đổ xuống với cái gốc của nó, mình thay thế cho phân nha các bạn. Rồi khi mà mình có cơm nguội mà nó bị thiêu, nó bị dư mà nó bị hư á, các bạn cũng đừng có nên đem đi ra bỏ uổng lắm. Các bạn đào xuống dưới những cái gốc cây á, thì các bạn chôn những cái cơm nguội đó xuống dưới gốc cây á, nó sẽ làm một cái loại phân, nó sẽ nuôi cái cây của mình, nó cho mình ra hoa ra trái nhiều lắm nha các bạn. Chứ thật sự là Cindy không có bí quyết gì hết nha. Cindy đi vô trong Costco á, nó đang có sale phân như thế này nè. Thì Cindy mua bao bao như thế này nè, không có trộn với gì hết. Cindy mới đổ xuống dưới đất. Mình ở trong đây nó đã mix sẵn cho mình rồi. Nó là organic nha các bạn. Thì video đến đây cũng khá dài rồi. Cindy dừng video tại đây nha. Chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và Cindy hẹn gặp các bạn vào cái video kế tiếp của Cindy nha.